là Thùy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Các bạn có thể thấy nhịp sống hiện đại ngày nay của chúng ta vô cùng vội vã và hầu như tất cả chúng ta đều bị xoay vào vòng quay đó. Thời gian dành cho các bữa ăn cũng trở nên eo hẹp, thậm chí có người còn không đủ thời gian để ăn chứ đừng nói là ăn uống đủ chất, đúng không ạ? Chính vì vậy, việc chúng ta lựa chọn thêm các sản phẩm để bổ trợ cho sức khỏe của mình giúp cho chúng ta có đầy đủ dinh dưỡng hơn, cơ thể khỏe mạnh, năng suất lao động mới được tăng cao, đúng không ạ? Và video ngày hôm nay thì Nga sẽ chia sẻ đến bạn một sản phẩm vô cùng tuyệt vời có thể đáp ứng được cho bạn điều mà bạn đang mong muốn. Đó chính là sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế. Và nghe tên thôi cũng đã đủ thấy sản phẩm này bổ dưỡng như thế nào rồi, đúng không ạ? Đông trùng hạ thảo đã là một trong những dược liệu vô cùng là tốt cho sức khỏe, chứa rất nhiều axit amin đạm thực vật, nhiều vitamin như A, B1, B12, C, D, E, K và các nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, kẽm. Bên cạnh đó thì đông trùng hạ thảo còn có một chất mà vô cùng quý hiếm, ít các vật chất trên trái đất này có được chất này, đó chính là chất selen, có tác dụng tăng cường sức đề kháng vô cùng tuyệt vời. Lại kết hợp thêm với hồng sâm nữa thì không còn gì để nói nữa, đúng không ạ? Hồng sâm thì được chiết xuất từ những củ sâm tươi 6 năm tuổi, cho ta được những chất dinh dưỡng vô cùng tuyệt vời. Và không những thế, sản phẩm còn được kết hợp thêm rất nhiều các thảo dược quý khác như mật ong, linh chi, cam thảo, bạch chuột, vân vân. Và khi bạn sử dụng sản phẩm này một thời gian thì chắc chắn rằng nội tiết tố của bạn sẽ được cân bằng, sinh lý thì sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Vâng, cả nam và nữ chúng ta đều sử dụng để có thể cải thiện sinh lý của mình, đúng không ạ? Vâng, trong cuộc sống vợ chồng mà việc mà sinh lý của chúng ta tốt thì chắc chắn rằng cuộc sống cũng sẽ cảm thấy hòa thuận và hạnh phúc hơn. Bên cạnh đó thì sản phẩm cũng sẽ giúp cho bạn ổn định hệ thần kinh, giảm stress, không còn đau đầu, hoa mắt, chóng mặt nữa, giúp cho bạn hạ huyết áp, ổn định tim mạch, bảo vệ lá gan để giúp đẩy các độc tố ra khỏi cơ thể. Và sản phẩm còn giúp cho bạn ổn định cả hệ tuần hoàn, giúp lưu thông máu huyết và giảm được cholesterol ở trong máu, giảm xơ vữa động mạch. Vâng, những bệnh nhân mà mắc tim mạch hay mắc các chứng bệnh về phổi, tiểu đường, huyết áp thì sử dụng sản phẩm này đặc biệt tốt. Còn đối với những người bình thường thì sao ạ? Chúng ta bổ sung sản phẩm này để có đầy đủ vi chất vi lượng trong cơ thể, giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động tốt để hấp thụ các chất dinh dưỡng được tốt hơn, sức khỏe chắc chắn sẽ được cải thiện. Chính vì vậy, đây là một sản phẩm mà Nga nghĩ rằng bạn nên có ngay trong nhà để cho tất cả mọi thành viên trong gia đình mình được cải thiện sức khỏe một cách rõ rệt. Và ngay bây giờ thì Nga sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng sản phẩm làm sao để cho phát huy được tối đa những tác dụng của sản phẩm mang lại cho sức khỏe của bạn nhé. Vâng, đây là sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế của chúng ta. Bạn có thể thấy hộp màu vàng rất là sang trọng và bắt mắt, đúng không ạ? Những hoa văn ở trên hộp cũng rất là nổi và đẹp. Khi mà chúng ta xoa tay lên trên mặt hộp như thế này có cảm giác rất là mềm như là nhung lụa đấy ạ. Và góc bên phải của hộp thì bạn có thể thấy đây là tem chống hàng giả. Nó được đổi màu dưới ánh sáng, đúng không ạ? Rất là óng ánh đẹp mắt. Đó, và chữ được nổi lên rất là rõ. Mặt sau của sản phẩm thì bạn cũng có thể thấy đây là hạn sử dụng của sản phẩm cũng như phần chúng ta check mã vạch. Còn phần này là các thành phần và công dụng sử dụng được in chữ Hàn Quốc. Và bây giờ thì Nga sẽ mở nắp hộp. Đây, bạn có thể thấy khuy cũng được chạm hình con rùa màu vàng rất là đẹp. Wow! Một hộp sản phẩm này của chúng ta sẽ có 60 viên đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế. Và mỗi một viên đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế này có trọng lượng tịnh là 3,75 gram. Và mỗi một hộp nhỏ như thế này thì chứa một viên sản phẩm màu vàng, được bọc bằng giấy màu vàng như thế này. Các bạn có thể nhìn cái đường dập của vỏ
bao bì cũng rất là chắc chắn và cách sử dụng hết sức đơn giản. Bạn chỉ cần dùng một ngày 2 viên đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế trước hoặc là trong bữa ăn thì sản phẩm đã bổ sung cho bạn đầy đủ những chất dinh dưỡng giúp cho bạn có được một cơ thể hoạt động làm việc trong cả một ngày dài rồi. Và những đối tượng sử dụng như là những người cần bồi bổ cơ thể, người mới ốm dậy, những người già yếu suy nhược cơ thể hay phải làm việc quá sức, những người mà bị các bệnh về phổi, ho hen lâu ngày hay là yếu sinh lý thì chúng ta nên bổ sung sản phẩm này nhé. Và lưu ý là không dùng cho phụ nữ có thai, cho con bú và những người bị tiền sử dị ứng thì nên kiểm tra thành phần trước khi sử dụng. Vâng, vừa xong thì Nga đã chia sẻ đến bạn tác dụng cũng như cách sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế, làm sao để sản phẩm phát huy được tác dụng tối đa giúp cho sức khỏe của bạn ngày một cải thiện hơn rồi, đúng không ạ? Đây là một trong những sản phẩm mà Nga tin chắc rằng bạn hay rất nhiều người khác nữa khi sử dụng sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng. Và thêm một bật mí nữa là bạn cũng có thể sử dụng sản phẩm này để làm quà tặng cho những người thân yêu của mình như ông bà, bố mẹ hay những người mà quan trọng trong công việc của bạn. Vâng, có thể thấy sản phẩm của chúng ta được đóng hộp vô cùng là sang trọng và đẹp đẽ, đúng không ạ? Bạn chỉ cần sử dụng sản phẩm và trao tặng cho những người bạn mong muốn, Nga tin chắc rằng tất cả những người mà được nhận quà tặng này từ bạn sẽ cảm thấy vô cùng thích thú và sản phẩm lại mang được lại sức khỏe cho họ thì họ sẽ yêu quý bạn vô cùng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì bạn hãy truy cập ngay vào trang web KoreaShop 24 giờ mà Nga đã để sẵn đường link dưới phần mô tả video này, hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0976 148 590. Chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên viên tư vấn cho bạn cặn kẽ về sản phẩm, giao hàng nhanh nhất tại nhà và có thể đồng hành cùng với bạn trong suốt quá trình bạn sử dụng sản phẩm. Với cam kết chất lượng là uy tín nên khi bạn mua hàng tại KoreaShop 24 giờ thì bạn có quyền được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và nếu như bạn phát hiện sản phẩm của KoreaShop 24 giờ gửi đến bạn là sản phẩm kém chất lượng thì chúng tôi sẽ bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm. Và trong vòng 7 ngày, nếu như bạn mong muốn được đổi trả hàng thì chúng tôi cũng sẽ đổi trả hàng cho bạn hoàn toàn miễn phí. Vâng, sản phẩm vô cùng tuyệt vời này chỉ cách bạn bằng một cuộc điện thoại bạn gọi đến cho KoreaShop 24 giờ thôi. Chính vì vậy hãy gọi điện ngay cho chúng tôi sau khi xem xong video này. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ở video sau.